Chương trình tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho người nghèo nông thôn MATP do Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ SDC phối hợp với Hiệp hội Xuất khẩu Thủ công Mỹ nghệ Việt Grab thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng thuộc 8 chuỗi giá trị là chè, mây, lụa tơ tằm, lanh, thảo quả, quế và hồi trong vòng 3 năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tại hội thảo tổng kết chương trình MATP vừa được tổ chức mới đây, Hiệp hội Việt Grab cho biết trong 3 năm, chương trình MATP đã hỗ trợ cho 24.000 hộ gia đình thuộc 8 tỉnh khu vực phía Bắc, trong đó 94% là dân tộc thiểu số. Chương trình đã giúp các hộ gia đình tăng gia thêm thu nhập 8,5 triệu đô la Mỹ. Tỷ lệ của người hưởng lợi từ chương trình này giảm từ 39% năm 2013 xuống còn 25% năm 2016 v.v. Nhìn nhận kết quả từ thực tế, Giám đốc Quốc gia của SDC cho rằng để người nghèo có thể cải thiện thu nhập thì việc thúc đẩy khu vực tư nhân hợp tác với người nghèo là hết sức cần thiết. Mặc dù thị trường nông thôn còn nhiều rủi ro, chi phí giao dịch lớn và thiếu những liên kết thị trường bền vững, song các hộ nông dân, các nhà chế biến, chính quyền địa phương đã xây dựng được sự tin tưởng lẫn nhau, được trang bị thêm kỹ năng và năng lực để tiếp tục phát triển và giải quyết khó khăn trong tương lai. Đó là thành công lớn nhất của chương trình này.